về cái nét chấm trái. Các bạn cảm thấy thế nào với hai cái clip vừa rồi? Khi các bạn đã vượt qua và các bạn đã đạt được về mặt kỹ thuật, về quen về với nội dung của khóa học và những cái bài tập của các bạn khi mà nộp bài thì các bạn đều đạt rồi đúng không? Nếu mà không đạt thì các bạn sẽ không thể xem được cái clip thứ ba này nhá. Chúng ta sẽ phải học lại nhá. Chưa vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào clip thứ ba, đó là nét chấm trái. Các bạn nhớ cho mình, nét chấm trái nó sẽ khác với nét chấm ngắn phải. Ví dụ là nét chấm ngắn này, nét chấm dài này. Đó, và nó đều có cái chiều đó là thẳng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, được viết từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hướng hơi nghiêng cong hoặc là hơi thẳng nghiêng một chút. Còn với nét chấm trái chúng ta sẽ viết nó một mình một hướng, hướng của nó sẽ là từ trên xuống dưới và từ phải qua trái như thế này nhé. Vì bản chất nó vẫn là hình giọt nước. Vậy bản chất của hình giọt nước thì chúng ta sẽ viết nó giống như hình giọt nước thôi. Khởi bút và thu bút vẫn nhấn nhả nhẹ. Khởi vẫn là nhả nhẹ lực tay ra này. Đấy. Còn hành bút thì các bạn sẽ phải chú ý cho mình, đó là các bạn sẽ phải ghi nó ra đây. Từ trên xuống dưới và từ phải qua trái nhé. Nó sẽ phải hơi uốn một tí như này. Hơi uốn một chút và đẩy xuống phía dưới sang phía tay trái như thế này nhá. Chứ nó không phải chéo nhá. Nó không phải chéo này nhá. Chéo chéo như thế này là sai này. Tức là viết theo kiểu chéo như vậy nó sẽ khó tạo ra thanh đậm, và cái thứ hai thì cái hồn của cái nét chấm trái này nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta vẫn phải viết nó làm sao ạ? Có thể hơi uốn nhẹ này một chút nhìn nó đẹp hơn nhá, mà nó chuẩn xác hơn nhá. Mình phóng to ra cho các bạn xem. Nào, uốn từ trên xuống dưới, từ phải qua trái nào. Từ trên xuống dưới các bạn sẽ đẩy bút, đẩy tay bút này nhá. Các bạn nhìn này. Ấy, ấy như thế này nhá. Tập uốn trước như thế này thì khi các bạn nào viết vào các bạn sẽ cảm thấy được ngay. Chuẩn được ngay từ những cái nét bút đầu tiên. Nhấn đi, nhả nhẹ lên. Hơi uốn một tí nhá. Nhấn đi, nhả nhẹ lên như này. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy được chúng ta sẽ có một cái bộ thủ, đó là bộ hỏa nằm ở phía dưới. Chúng ta sẽ viết bộ hỏa nằm này trên một cái đường kẻ chéo này nhá. À, mình xin lỗi, không phải kẻ chéo mà kẻ ngang này nhá. Rồi nét chấm trái này, uốn nó sang phía bên tay trái, uốn nhấn nhả nhẹ ra này nhá. Đấy, sau đó nét chấm ngắn này, chấm ngắn này, chấm ngắn này và chấm dài như thế này, nhấn này nhả nhẹ ra này. Đấy là được nhá. Nào, làm lại, bây giờ mình sẽ viết trên một cái ô như thế này. Và nó sẽ có trên một cái đường kẻ ngang này nhá. Chúng ta, cả cái ô này chúng ta chấm nó bị méo thì chúng ta vẫn viết trên đường kẻ ngang này để đảm bảo cho mình cái tiêu chí. Nhấn đi, nhả nhẹ ra này. Có thanh đậm ở phía bên trên xuống dưới nhá. Nét chấm ngắn chúng ta sẽ viết một dấu chấm ngắn như này thôi. Chấm thứ hai này. Chấm dài này. Dài và to hơn nét chấm ngắn một chút là được nhá. Nhả nhẹ ra. Đây là bộ hỏa nằm.